Nay mình nấu hôm nay mình nấu món canh bầu dưa bầu nha các bạn. Bên này cá đối hấp, toàn cá đối siêu khủng luôn. Ở dưới này là tôm luộc nha, mới nãy mình mới dở các bạn. Dở cái vớn. Rồi vậy là mình văng cái vuông nè các bạn. Văng từ bên đây qua, rồi bên kia mình văng tới, hai tay lưới bao hết cái vuông này các bạn, để mình bắt nguyên cái bầy cá đối này thử coi dính được nhiều không. Hai anh này chui vô cái chỗ này văng ra, hai em kia thì từ đằng kia đang văng lại kìa. Qua sông về. Ở bên kia cũng đang văng theo đường ra cưa kìa, kéo qua kéo lại kìa. Bình thường có hai người văng, bữa nay đông quân nên mình quyết định là văng hai hướng. Nó bắt đầu đâm rồi các bạn. Ôi cá to ha, cá này chắc to đâm kìa. Trời ơi kìa. Kiểu này chắc mình bắt hết cái vuông này luôn quá. Lưới là lưới ba màng hả anh? Rồi lưới ba màng là bắt được nhiều đó. Rồi, hai em kia được tới kia kìa. Ở đây cũng có cá nâu luôn đó các bạn. Hy vọng được dài cá nâu. Ở đây ủa quá trời đâm lưới các bạn ơi. Rồi con cá gì mà đâm lưới quá trời. Thấy tham không? Con đó là nó đâm. Đâm quá trời. Thật quá trời, quẩy to quá. Kìa con cá gì vậy? Mà bom rồi mà đạn rồi nó làm gì dữ vậy không biết. Khôn với trời. Đập gì mà không chạy hả? Mấy thằng vậy là nó mấy con cá là nó quen rồi đó. Nó không chạy luôn mà nó chui vô mé nó trốn luôn. Tính ra cũng khôn dữ ha. Vậy mới sống sót được với mấy anh này chứ. Lần nào cũng đi văng ai mà chịu nổi. Rồi bắt đầu gỡ các bạn ơi. Hôm nay mình gỡ trực tiếp đây luôn. Rồi. Cá chốt kìa. Ô, cá chốt bự kìa. Cho các bạn coi mấy cá chốt. Rồi. Nhanh lên đi cái này. Bỏ vô xuồng mới được để nó gớt. Hai ông đó đi lo gỡ đi nghe. Mò cá quay lại mò sao nghe. Hay quá, văng lưới không gỡ bắt ta gỡ hả? Khó mà. Ai văng thì tự gỡ đi, không thôi hồi không coi không có cá ăn gắn chịu. Này có bài chơi hoài. Mày lớp dài lớp văng lưới nó đây nữa là còn cá nó mà nó không chạy. Bởi vậy mấy ông này nãy giờ mò đó chú Tư. Vô ăn mò luôn. Rồi dính con đó mới to đó.
Phi với vậy. Cô Phi bự. Cô Phi đó nặng lắm đó. Chào các bạn nha. Hôm nay mấy anh em đi vô rừng ngập mặn giăng lưới nha các bạn. Đây là đủ thứ các loại cá nha các bạn. Cá này mình lấy từ nước biển nó vô rồi nó ở đây nó lớn lên luôn nha các bạn. Thả lưới là có cá dính liền các bạn. Đây nãy giờ cũng dính số đó nha anh em. Cá nâu trên xuồng. Cô Phi nó to. Rồi kia kia. Hai em cô Phi nữa. Gốc kia thấy dính mấy cá đối kìa. Phi trong rừng ngập mặn này ăn ngon hơn cô Phi nước ngọt mình nha các bạn. Thịt nó không có tanh như cô Phi nước ngọt. Rồi ra cái cọc kia luôn rồi. Thấy đầu đó là có mấy con cá đối nha. Trắng trắng. Cá đối nó vô mé nha các bạn. Chạy vô mé nó trốn. Cá chốt cực là to nha các bạn. Chốt trong ao này là cá chốt to không. Hay còn gọi là cá ngạnh tùy vùng. Cái đó có cái đầu bự không? Thấy có đầu bự không anh Tèo? Tính con ngồi gần lại luôn á tính. Đứng xa. Nhỏ hơn con em nãy con em dính bên kia gấp hai cái con đó đó. Cái nâu mà lại mò cái cục nè đằng kia anh Tèo, cái chân cái đường nước ra vô có cục nè đó, có mò cho thử chưa? Chứ đó là cái nâu không đó, đợt trước em mò là cái nâu không á. Đổi không? Mé nó vô dính được mấy con, 4 con luôn ha. Dính nữa rồi. Cá đó là cá nâu nha các bạn. Gỡ cẩn thận nha, nó đâm một cái là tới luôn nha anh em. Nhức lắm. Chốt to đùng. Em Rô Phi cuối cùng. Rồi chút nữa mình về mình tát nước mình bắt cho bạn xem các bạn. Chung là đủ ăn rồi đó. Bạn nào mà thích trải nghiệm nhớ comment dưới kênh nha các bạn. Dắt vô đây cho các bạn trải nghiệm gần nước giăng lưới bắt cá. Trong đây là chưa có điện nha các bạn. Đường vào nó rất là khó. Đâu có nông con lắc cái xuồng này đâu vô nước. Đủ các loại cá nha anh em. Nâu
đó chốt. Phi.